bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 35. Cuộc sống của thằng bé không dễ dàng chút nào. Mất gia đình là một cú sốc đối với nó. Tôi biết không có lời xin lỗi nào có thể bù đắp cho việc tôi đã làm cô thất vọng. Nhưng đừng lo, bây giờ tôi sẽ chào Tùng. Con không nên tự trách mình. Con không thể kiểm soát được tai nạn đó. Vậy ông Hugo thế nào rồi? Thật ra thì tôi đã bắt gặp ông ấy uống rượu tối qua. Không ổn rồi. Nếu ông ấy cảm thấy áp lực ở nhà thì việc loại bỏ áp lực từ công việc sẽ không có ý nghĩa gì hết đâu. Ông Hugo đang bận nên cô đừng cố làm phiền ông ấy. Hơn nữa, không phải là bây giờ cô đang giải quyết hợp đồng hay sao? Cô không cần xuất hiện ở đây nữa đâu. Với tất cả sự tôn trọng cô Jin, ông là người đã thuê tôi. Vì vậy ông ấy là người sẽ quyết định ông ấy có muốn tôi ở đây hay không. Tôi biết cô là một y tá. Đúng, nhưng tôi đã đổi nghề rồi. Tôi không tin cô. Cô nói đi Ali, tại sao cô muốn ở đây chứ? Có phải lòng bị bệnh rồi không? Cô cần phải nói với tôi nên được biết. Tại sao cô không nói cho tôi biết điều đó chứ? Hai người bị làm sao vậy? Thật ồn ào à. Ông đang có một cuộc họp ở đây. Con xin lỗi ông, con chỉ đang quan tâm tới ông thôi. Ông sao rồi? Ông có bị bệnh không? Con là ai mà hỏi những câu hỏi này vậy? Biết vị trí của con trong gia đình này đi. Con mang nó vào. Xin lỗi nha ông bạn, chúng ồn ào quá. Thư giãn đi Hugo, chú ý huyết áp. Jin chỉ là đang lo cho ông mà thôi. Không, nó nên biết thân phận. Dù nó là nhân viên của ông nhưng mà cũng là người thân của ông mà. Cái này sẽ giúp ông hạ nhiệt thưa ông. Hít thở sâu ông ơi. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Sao? Xin lỗi ông, con ra ngoài đây. Ông nên bớt uống rượu lại đi. Tôi không uống thường vậy đâu. Mà này, ông đang nói gì vậy? Chuyện với Evangelista. Nếu hắn thật sự đưa vụ án của Eloy ra để chống lại ông, vậy thì chắc chắn anh ta là một phần lý do mà vụ án được mở lại. Mặc dù bà Helena đã nói là do lời khai của Tara mới quyết định vụ này. Nhưng sao lại là bây giờ chứ? Tara đã trốn đi sau cuộc điều tra ban đầu mà. Có lẽ đây là trong cái rủi có cái may. Ít nhất chúng ta thấy được Raymond là tên phản bội. Hugo à, phải đuổi anh ta thôi. Đúng vậy. Nhưng thời điểm này loại bỏ anh ta không phải là điều sáng suốt. Quá là màn kịch hay. Bà xứng đáng làm nữ diễn viên xuất sắc đó ha. Ôi trời đất, tôi xém tin chúng ta là kẻ thù luôn rồi đó. Cảm ơn chị đã khen. Và tuần sau tôi sẽ lên vị trí
là một CEO, thay cho Hugo Akauili. Cô Hớt à, cô là cơ hội duy nhất để con được nói chuyện với Eloy. Con còn không biết nó đang có chuyện gì nữa. Con không liên lạc được với nó. Liên lạc với nó khó khăn quá đi cô à. Con không chịu được nữa. Với lại con không thể ngồi yên ở đây mà không biết nó đang gặp chuyện gì nữa. À, Reta đừng lo lắng. Cô sẽ đi thăm nó sau. Cô sẽ báo ngay cho con nếu có thêm tiến triển gì. Cô hãy nhắn liền cho con số điện thoại của nó đi. Con sẽ gọi liền cho nó. Cô hãy nhắn giùm con nha. Được rồi. Cô Jin ơi, cô đừng có để ý tới lời ông nói nha. Chắc có lẽ là ông ấy đang không có tâm trạng tốt thôi. Rốt cuộc ông bị gì vậy hả Ali? Không có gì đâu cô Jin à. Có lẽ chúng ta tìm ông không đúng lúc thôi. Đừng có tội nghiệp tôi Ali. Tôi làm công việc này lâu lắm rồi. Tôi không phải là loại người chỉ biết khóc khi ông chủ la đâu. Tôi biết ông chủ mình, ông ấy khó chịu, đúng. Nhưng ông ấy không phải là người vô lý. Giống như là lỗi của tôi, như tôi là tên trộm đang cố đột nhập vào nhà ông vậy. Và ông ấy cũng không tức giận vô cớ đâu. Nhưng mà bây giờ ông ấy lớn tiếng chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Có phải là có gì đó mà tôi không biết không? Có gì đó làm cho ông thay đổi hoàn toàn? Wow, nhìn ngon quá mà đúng ơi. Chị nó ra đi. Cô nữa hả? À, đều có phần của bọn người hết. Cho họ với. Đây. Cảm ơn nhiều nha. Ngon lắm đó. Đây. Sếp ạ, ăn miếng đi. Chị cho mọi người khác nữa nha. Cảm ơn nhiều. Đây sếp. Còn tôi ăn nữa. Đây, thưa sếp. Đây nữa nè. Đâu được. Dạ, cảm ơn bà. Ít đồ ăn giặt. Đừng có ngại. Ôi, có gì đâu chứ. Không sao, nhớ tới cho nhiều nữa nha. Đừng có ngại, không ăn mấy cái này thường đâu. Bà Hớt của tôi làm đó. Nè, bà còn nói là ba con gọi đó. Bà con sẽ gọi cho con. À không, bà giữ đi bà. Sẽ lớn chuyện đó, ở đây không được phép đâu. Ok, nó đang gọi kìa. Bà nhắn tin đi, nhắn là ba đừng có gọi. Red, nhanh lên, quản giáo sắp đi tuần rồi đó. Bà nhắn tin cho ông ấy, nói là ông ấy đừng có gọi nữa. Mình nói chuyện sau. Chúng ta đang có chuyện đó, không nên mạo hiểm đâu. Sẽ gặp rắc rối. Bà nhanh lên, họ thấy bây giờ. Gọi cho cô sao nha. Nói ông ấy biết là con định bán xe máy. Nó sẽ bán xe máy. Vậy cũng tốt. Hy vọng là Red nghe lời. Nó chỉ là quá lo cho con mà thôi. Dạ con biết rồi mà bà. Nhưng bà Eloy à, con có chắc vụ bán xe máy không? Hả? Con cần tiền để ra khỏi đây sớm. Bà kêu Daddy A lấy nó về giùm con. Để nó ở đó. Nhưng không dễ tìm người mua được đâu. Thật ra như vậy, hàng xóm với bà định hùn tiền lại. Chúng ta có thể mượn phần còn lại. Không, mượn hả? Không, không được đâu bà. Con không muốn mọi người làm như vậy. Không phải là bà nói mượn tiền của bà Barbie là chuyện tệ nhất trên đời này hay sao chứ? Phải đó bà Hết.
Ba cảnh cáo không cho bọn con mượn tiền kia mà. Được rồi, vậy thôi. Được rồi. Sao anh lại làm vậy chứ? Khi mà ai bị vấn đề gì thì chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà khi anh gặp rắc rối, anh đều tự mình chịu. Tại sao hả? Bắt đầu đây là ý của anh. Tôi phải không? Mọi người chỉ bị kéo vào thôi. Này, tôi không cần biết bị kẹt ở đây bao lâu. Tìm cách bán chiếc xe sớm đi. Bà, nếu bà thật sự muốn giúp con, bà nên đi đến Maxwell. Bà lấy tiền họ còn nợ con giúp đi. Không có nhiều lắm, nhưng mà có còn hơn không đó. Bà lấy giùm con đi. Ồ, vậy thì được rồi. Để bà hỏi xem mấy người khách đó là ai. À, còn có Ali. Hôm qua con bé ghé già. Chắc là có chuyện gì đó. Bà không biết là chuyện gì, nhưng con bé hốt hoảng lắm. Nó cũng lo lắng cho con nữa. Thật vậy hả? Tôi biết mà. Thôi đi bạn, tôi nói rồi mà. Quấy không đến thăm con đâu. Thật ra tối qua con bé đã gọi cho bà, còn gửi cho bà một danh sách mà có thể con cần nữa. Tôi nói anh rồi kia mà, quấy đổ anh đậm sâu luôn rồi đó. Thôi, bà đi đây, bà còn phải đi thu nợ nữa rồi. Ê, khoan, đợi chút bà, đợi con. Sếp à. Sếp. Cho tôi mượn cây viết với tờ giấy được không vậy? Viết tôi hả? Viết vài chữ thôi sếp. Được rồi, đợi con chút nha. Con viết vài chữ thôi. Tại tôi sao? Tôi làm sai trong công việc mà tôi không biết gì hay sao chứ? Ông không muốn tôi ở đây nữa hả? Vì nếu như tôi ở đây mà thấy phiền phức thì cứ nói, tôi sẽ đi liền. Còn hơn là tôi cứ ở đây mà nhìn thấy ông mỗi ngày như vậy. Có lẽ là cho ông ấy thêm chút thời gian và không gian nữa đi cô Jin. Cô đừng có khóc mà. Không sao đâu. May cho anh là tôi cho anh mượn đó. Mà để làm gì vậy? Cảm ơn sếp. Đừng có nói với tôi là làm vũ khí hay là làm gì đó nha. Không đâu, không đâu sếp. Tôi còn không lẽ là định vẽ kế hoạch vượt ngục hả? Không đâu, chỉ là bức thư ngắn thôi à. Cảm ơn sếp nha. Chuyện cô đến thăm tôi làm tôi rất là cảm động. Đừng có nhìn lén, đừng có nhiều chuyện nữa. Tôi chỉ là xem chút thôi mà. Nhìn chỗ khác đi, đi chỗ khác chơi. Nè, đừng có ảnh hưởng tâm trạng của tôi. Vậy anh viết thư tình hay là gì? Vậy anh viết thư tình hay là gì? Tôi muốn cảm ơn cô ấy mà thôi. Ê nè, đúng lúc ghê ha. Sếp, tăng âm lượng lên giùm chứ. Iboha, không phải ý tôi đâu. Được rồi sếp, không có gì đâu. Thật muốn hả? Đúng là không tin nổi nha. Ô Fred, anh đây rồi. Tôi tưởng tôi gặp chuyện lớn rồi. Tại anh cứ hỏi vòng vo tôi hoài. Anh cần cái này hả? Nè, anh cầm lấy đi. Chừng nào tôi được cấp đồ tôi sẽ đưa hết cho anh. Chốt kèo thành công nha. Cái này có chắc không? Anh lấy ở đâu vậy chứ? Xài được không? Có hỏi nhiều vậy chứ. Tôi tin là được. Sau khi uống vô là anh sẽ bị đau dạ dày, rồi ói mửa. Họ sẽ đưa anh vô bệnh viện liền thôi. Rồi anh nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Vậy sao anh lại không trốn? Tại tôi bị ngu đó. Tôi uống có một viên, chưa đủ nghiêm trọng để vô bệnh viện. Đáng lẽ phải uống hai viên mà. Có muốn thử lại hay không? Thôi khỏi đi. Vợ tôi bỏ đi lâu rồi.
Con tôi không thèm nói chuyện với tôi nữa, nên tôi cũng không có lý do gì để trốn ra nữa đâu. Ai biết được lỡ ra rồi anh có cuộc sống mới thì sao? Cuộc sống mới? Làm sao được? Ai đâu chịu thuê tôi làm vì tôi là phạm nhân mà. Tôi ra đó là sẽ chết đói mất. Thôi thà ở trong tù đi, đúng không? Được ăn cơm miễn phí à, với lại còn có lý do khác nữa. Trong này tôi có bạn nữa, tôi không cô đơn. Nhưng mà anh á, anh có lý do của mình, như gia đình đang đợi anh ra. Red à, xong rồi nha. Bên kia cũng có góp đó. Ờ, bên đó hết đó. Chỉ nhiêu đi thôi hả? Nhiều lắm rồi đó. Không đủ luôn hả? Phải đủ chứ. Chuyện gì vậy? Hả? Anh nói gì? Đưa đây tôi coi. Đưa đây. Anh điên rồi hả? Hả? Hey, tôi chỉ là muốn kiếm chút tiền thôi. Họ cần tư vấn pháp lý mà. Còn anh thì cần tiền bảo lãnh. Đây là hợp tác có lợi đó. Đúng là không thể tin nổi Red à. Ý anh là anh muốn lấy tiền từ bạn tù nữa hả? Mọi người xin lỗi nhiều nha. À cô à, trả tiền lại cho cô nè. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn nhiều nha. Được rồi. Ê nè, tôi chỉ là muốn giúp thôi. Tôi nghe sếp Rosalette nói tôi sẽ được thả ra. Được rồi, anh thật sự muốn giúp sao? Vậy hãy chăm sóc bà hớt rồi kêu Tốt và A bình tĩnh đã. Với tôi vậy là đủ rồi, đừng có làm gì thêm. Chắc là hai người đó đang hoảng loạn dữ lắm hơn. Bởi vậy nên mới cần anh báo cho họ bình tĩnh đó. Theo như là nhân chứng, con có ba đồng bọn khác trong xe, đúng không? Sự thật đó chỉ là bạn của con đến đó đón con đi mà thôi. Họ không biết con làm gì hết. Lời khai của tôi là vậy đó. Thấy luật sư của tôi giỏi chưa? Tới anh còn bị bất ngờ kia mà. Ờ đúng rồi. Nhưng mà tôi mà nói Tóc biết về cô luật sư xinh đẹp đó quá, chắc là tim cô bé tan nát luôn á. Nếu mọi người cần hỏi gì về pháp lý cứ hỏi thẳng tôi thôi, không một cần đưa tiền. Trai tốt, tốt mà đúng rồi. Ờ tiền trả lại đây. Ờ rồi, cậu lại đi. Trả tiền đi. Bảo trọng nha. Ồ con. Đau quá bà hết à. Bà nhớ con dữ lắm hả? Sếp, nghe nói sếp gọi cho tôi hả? Theo dõi hắn đi. Tóc vàng vẫn bị giám sát sao sếp? Đúng vậy, tôi giao hắn cho anh. Dạ được rồi. Nhớ báo tôi biết nếu như có khả nghi nha. Đi đi. Dạ rõ sếp. Thật là nhảm nhí. Họ đang chế nhạo hệ thống tư pháp của chúng ta. Rõ ràng là họ đang xử ép thân chủ của tôi. Không những là xử ép cậu ấy, họ còn cáo buộc Eloy vi phạm điều 2 khoảng 5 của RA-9165, sử dụng thuốc nguy hiểm độc hại nữa. Luật sư, họ điều tra vụ này cũng lâu rồi, nhưng bây giờ nhân chứng mới xuất hiện. Mà đột nhiên, sao họ lại tự tìm được nhân chứng vậy? Động cơ phía sau rất là rõ ràng. Đây là tội không được bảo lãnh, và một khi bị kết án, em sẽ bị phán án tù chung thân. Mục đích của họ là muốn em Boha trục xương ở trong tù thôi. Luật sư, rõ ràng là họ đang cố gắng cho em thêm vài tội khác nữa. Nhưng em sẽ đối mặt với họ trên tòa nếu như họ muốn. Họ là? Sếp, đại úy, cho tôi nói chuyện riêng với thân chủ của tôi được không?
Vậy nói đi, sao em lại nghĩ là họ đang xử ép em? Em nghĩ ai đứng sau chuyện này? Em xin vào làm thợ sửa xe cho ông Hugo Akaili để tìm bằng chứng ông ấy có liên quan tới vụ án của ba em. Cô biết sao vậy luật sư? Đó không còn là bí mật nữa. Hugo Akaili không đáng tin. Ông ta rất xảo quyệt. Có thể ông ta đã biết kế hoạch của em rồi. Và những cáo buộc thêm đó chỉ có một mục đích: để em rụt xương ở trong tù. Lý do thật sự con ở đây là vì con muốn xem coi ai là người đã nhắm vào ba của con. Và con đã tìm được rồi. Tất cả manh mối đều liên kết với nhau, chính là ông. Vậy khi nào ông ấy phát hiện ra được? Con cũng chỉ có một mình thôi. Bất ngờ không? Con không thật sự nghĩ ông không điều tra tất cả mọi người làm ở trong nhà này hay sao hả? Ông ấy có điều tra sâu lưng em, luật sư. Có lẽ ông ấy đã phát hiện ba em có liên quan tới vụ Toledo. Về vụ chiếm đoạt đất của Horizon Grand hả? Nếu linh cảm của em đúng thì họ đang làm để đối phó với em giống hệt cách họ làm với ba em. Bố Hà. Chào anh. Đi thôi, mọi người đến rồi đó. Đi rồi. Đi thôi. Vậy em nghĩ vụ án của ba em là chuyện duy nhất mà ông Akaili phát hiện khi điều tra em sao? Em nghĩ đó là lý do duy nhất họ làm với em tới vậy đó, thưa cô. Lúc trước em có nhắc tới vụ án của ba em, khi đó em đang đi học. Nhưng không nhắc gì tới ai dở trò hết. Luật sư à, em đã bắt đầu nghi ngờ. Khi luật sư đầu tiên của ba em đưa hồ sơ kháng cáo của ba em cho Evan Helita thôi. Cũng khó mà nói chắc là có giở trò gì hay không. Nhưng nếu như em nói luật sư của Akaili giật dây, vậy sao em không điều tra ông ta? Luật sư, bạn em và em cố tìm bằng chứng phạm tội của Ivan Helita. Nhưng theo cuộc nói chuyện của hắn với Akaili, ông ta cũng đã có ít nhiều liên quan tới vụ Toledo. Nên bọn em mới điều tra ông Hugo. Ramon, thay vì phí thời gian vì mấy tin đồn nhảm nhí đó thì lo tập trung vào dự án Toledo đi. Tôi không muốn thêm trách nhiệm nào nữa. Những cái đó vẫn chưa đủ để chứng minh. Vẫn đơn thuần chỉ là suy đoán thôi. Nên luật sư à, em không thể ở đây lâu được. Đừng lo lắng, cô không để vụ này làm khó đâu. Nhưng còn về vụ án của ba em thì em có đầu mối vẫn đang điều tra. Thì tôi đã lần thấy những người đã chụp chung một tấm hình với ba của anh. Trong đó có ông Chito. Và ông ấy nói là họ được ai đó chống lưng. Và người đó đang thu thập bằng chứng để đưa Hugo Akaili vào. Liệu có phải Hana và kẻ chống lưng mà ông Chito nói là một hay không vậy? Như Hana, nó ghét ông. Nó muốn nhốt ông vào tù. Tốt. Lo được vụ của ba em sẽ lo được vụ của em luôn.
Ê, xin lỗi. Không phải của cô đâu, đó là của ba Đông. Là của ba Đông đó, để lại đi. Cô muốn ăn gì thì tự nấu đi ha. Ok, ăn đi ba Đông. Của anh đó, của anh hết đó. Trên đó có tên của anh đó. Quẻ còn dám đến đây nữa sao? Kiểu tóc mới đẹp đó Gemma. Ờ, đây hả? À, có gì đâu chứ. Tiệm làm tóc đó nói kiểu này là kiểu mới nhất rồi đó. Tôi không định làm đâu, tại tôi sợ cô nói tôi bắt chước cô thôi. Nhưng mà tôi ngủ quên mất rồi. Khi tôi thức dậy nó thành như vậy đó. Tôi không thể làm gì khác được nữa. Ủa vậy hả? Mà lần trước cô nói tôi đâu phải như vậy đâu. Gì chứ? Ôi mẹ đau đó, tôi nói thật chứ bộ. Chán thật chứ. Cứ kệ hai người ồn ào đó đi cô Ali. Không sao đâu. Em ăn gì đi chứ, giờ anh không ăn nổi đâu, anh nhức đầu quá rồi thì cứ... Được rồi, thuốc này chắc sẽ làm cho anh bớt đau đó. Em có đưa nó cho ông nữa, nó giúp cho anh không bị mất nước nè. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều nha. Nhưng mà Eloy sao rồi? Nhưng mà em biết không, anh cũng buồn lắm đó. Nếu nó sửa xe xong cho ông Hugo rồi á, thì nó có thể dùng tiền đó để trả tiền bảo lãnh rồi, có đúng vậy không Ali, đúng không? Anh có biết không anh Ba Đông? Anh quả là một thiên tài. Cảm ơn anh Ba Đông. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đánh đi ơi, nè. Ôi trời ơi, em sao vậy tốt? Xem chút nữa em làm anh đau tim rồi đó. Xin lỗi nha, nhưng mà bà hết vừa nhắn tin em. Bà ấy nói là Eloy nhờ chúng ta đi thu nợ từ khách hàng của anh ấy ở Maxwell. Để lo tiền bảo lãnh cho Eloy hả? Vậy đi, đi thôi. Đi. Khoan. Giờ anh vẫn cần qua dinh thự một chút. Anh đi lấy xe máy của Eloy về đó. Em đi với anh luôn đi. Thôi, không đi đâu. Đó đi ai? Tới đó em sẽ quạo lắm nếu mà gặp cô y tá nhiều chuyện. Thôi đi. Anh tắm ở đây luôn hả? Nhà anh không có nước sao? Nè đợi chút, em ở đây để giúp Eloy hay là điều tra anh vậy? Giúp Eloy. Được rồi, đi thôi, đi. Đi thôi. Được rồi, rồi. Ông đã uống thuốc rồi đó. Nhưng mà ông vẫn còn cực kỳ nhức đầu đây nè. Thôi, để ông nghỉ ngơi đi. Ông phải đi nghỉ. Ông ơi. Sao? Con có câu hỏi muốn hỏi giùm cho Eloy. Về cái gì? Thì ông biết rồi đó, anh ấy cần ít tiền để trả tiền bảo lãnh. Nên con không biết là liệu ông có thể trả tiền công sửa xe bấy lâu cho anh ấy được không? Tại sao ông phải trả tiền công cho người chưa làm xong việc chứ, hả? Là để giúp cho Eloy ra ngoài đó ông. Nó kêu con đến đòi tiền ông giùm nó đó hả? Quyết định vậy đi. Eloy có gia đình riêng của nó mà. Hãy để họ tự tìm cách để bảo lãnh nó ra đi chứ. Mà nếu Eloy tự mình hỏi ông sẽ đưa tiền cho nó, nhưng chỉ là khi ý của nó. Con tự lo chuyện của con đi. Dạ được ông. Con nên làm chuyện ông kêu lúc trước. Nói chuyện với mẹ con đi. Đừng làm phiền người khác vì chuyện của mình nữa. Ông chủ bạn của Eloy đến để lấy chiếc xe máy đó. Vậy sao? Được rồi, biết rồi. Dạ. Được rồi. Chào Tos. Mẹ qua đây mượn tay đi. Con mua đâu rồi hả? Chuyển hàng qua bên kia đi cho lên. Chắc đang giao đó ba. Được rồi. Bọn tôi xuống đây.
Cảm ơn Diều. Nè phụ tôi một tay với. Cảm ơn bác Tài. Cảm ơn bác Tài nha. Vào đi mừng con về nhà. Bà hết rồi, cảm ơn bà nha. Dì đã đến đón con. Con biết là ngon ha. Bà thương con lắm mà. Nè, trước giờ con đều nghi ngờ bà sao chứ. Nè nè, hồi thời con mới cắt bao quy đầu chính bà đó giặt. Ý bà ơi, đừng có nhắc ngại lắm đó. Nè, con nhớ đó, đừng bao giờ nhận trách nhiệm với chuyện mà mình không làm. Con làm bà lo muốn chết luôn vậy đó. Đừng làm như vậy nữa, biết chưa? Con xin lỗi bà, con hứa không vậy nữa đâu. Chuyện thì tốt. Bà có muốn nói gì với ngài Kem Que hay không? Ngài Kem... Kem Que. Em không chắc là anh có đang nghe em nói hay không. Em thật sự xin lỗi vì em không thể đến thăm anh. Nhưng mà hãy mạnh mẽ lên được chứ. Tất cả mọi người đều luôn ở đây. Bọn em sẽ chờ anh trở về. Ôi, tình yêu là một điều tuyệt vời, xoa dịu trái tim của bạn. Thật ngọt ngào đó nghe. Được rồi, ngọt ngào dữ à. Ôi tuyệt vời. Hay lắm Rết. Làm ơn giảm âm lượng được không? Muốn thủng màng nhĩ luôn à. Hay lắm luôn đó Rết. Ôm nhóm. Nè đến đây đến đây. Ôm nhóm. Hay lắm hay lắm. Hay lắm. Phải cả đám đều ở đây thì sẽ còn tốt hơn nữa. Ờ bà ơi, Rết vừa mới được thả thôi à, bà đừng buồn quá nha. Hơi đúng đó bà đừng khóc, bà cứ bình tĩnh đi ha. Bọn con bình tĩnh thế này là vì luật sư đẹp rất giỏi đó. Luật sư đẹp luật sao? Luật sư đẹp là luật sư đẹp trai đó. Nè đừng có biến thái chứ. Khoan đã Rết, anh đang nghĩ về gái thiệt đó hả? Anh tập trung vô đây có được không? Chúng ta cần thêm 12.000 peso mới đủ bảo lãnh cho Eloy đó. Mọi người bình tĩnh đi, sẽ không đủ tiền thôi mà. Bà ơi, nè một khách hàng ở Smartwell trả nè 1.500 peso. Còn xe máy của Eloy thì sao đây? Nếu bà muốn thì con sẽ tìm người mua liền. Vậy được không hả? Ồ, được chứ. Đi thôi. Được rồi, đi. Tiến dịch bảo lãnh Eloy. Đập tay. Đập con. Yes. Đập tay. Chỉ có nhiêu đó thôi hả? Nhảy cao lên. Đó đó đúng rồi. Đừng có chọc đó nữa. Ôi trời ơi. Em chỉ có như vậy thôi hả Rết? Mừng con về nhà. Này, chắc con khát nước rồi. Nè Rết, khoan. Nhìn cái này thử coi. Chữ của em xấu thiệt luôn. Xấu thấy hả? Thấy ngọt ngào em lắm nhìn hả? Thấy cũng đẹp lắm mà. Cảm ơn. Ali, sau tất cả mọi chuyện con phải về nhà ngay, hiểu chưa? Mẹ không cần phải lo lắng vậy đâu mẹ à. Vì Eloy đang ở trong nhà tù rồi. Với lại con cũng không thể bỏ lại bệnh nhân của mình. Quang, mẹ không lo về Eloy. Là con. Mẹ lo lắng cho con đó Ali. Mẹ biết là con bị tổn thương, bởi vậy con nên nghỉ ngơi một chút đi. Xin nghỉ một ngày đi có được không hả? Mẹ con không thể, gì biết đâu có trường hợp khẩn cấp thì sao. Ali chỉ một ngày thôi, và mẹ tin chắc là ông chủ con sẽ hiểu cho con mà. Về đi. Một ngày thì ông không sao đâu. Ồ, thấy chưa? Con nghe ông ấy nói kìa. Về nhà ngay, nghe lời ông chủ đi con. Mẹ bắt đầu thích ông ấy rồi đó. Thấy chưa con? Ông chủ và mẹ cùng ý kiến trong chuyện này. Nếu không là mẹ cãi nhau với ông ấy mất đó. Được rồi, gặp con sau nha. Mẹ yêu con. Và lần tới đeo tai nghe vào để người ta khỏi nghe được cuộc điện thoại của con đó. Con xin lỗi ông, con sợ lỡ như ông gọi con nên con không dám đeo tai nghe vào đó. Cái gì con cũng nói lý do được hết đó hả?
Từ nhỏ tới lớn con đã viết nhiều bản kiểm điểm lắm rồi ông. Hôm nay thì không cần lý do nữa. Về nhà. Con đó có biết không, thường thì con mới là người kêu người ta nên làm cái gì. Kiểu như ông dậy mới khỏe nè. Ông ngủ, ngủ sớm đi ông à. Đừng uống cà phê nữa và đủ thứ chuyện khác ngập lạp là. Giờ có biết cảm giác bị người ta sai khiến hay chưa?